Một trong những cái điều mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình bắt đầu ra làm channel riêng, các bạn biết là gì không? Đó là mình có thể tiếp tục làm cái series video Audio Toy. Tuyệt vời chưa? Audio là một cái sở thích của mình từ rất là lâu rồi. Và nói chung là mình rất là may mắn khi mà có anh em ủng hộ mình làm cái series về audio, và cũng như là có một nhà tài trợ vàng của mình từ xưa đến nay. Và với nhà tài trợ vàng Tai Nghe Việt thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến cho anh em một cái sản phẩm rất là hay tới từ Sabat. Đây chính là chiếc Sabat E12. Sabat E12 thì khá là giống cái con X12 Pro lần trước mình có giới thiệu cho anh em, nhưng mà cái con này nó lại khác. Cái bản X12 Pro ấy thì nó sẽ làm theo kiểu earbud, mình không khoái kiểu đấy lắm, bởi vì nó sẽ không chặt ở trong tai mà nó có vẻ hơi lỏng lẻo, đặc biệt là với cái người mà có cái lỗ tai nó nhỏ nhắn như mình đút vừa ngón tay cái, thì khi mình chạy nhảy long quăng một tí thì nó sẽ rất là dễ rơi. Cho nên là cái mẫu này làm theo kiểu in-ear thì mình cảm thấy là mình có thiện cảm hơn. Tuy nhiên, trước khi mua thì mình có lưu ý rằng là hiện nay Tai Nghe Việt đang có bán hai mẫu, đó là một phiên bản 1.9 triệu, sắp xỉ 2 triệu gì đấy, 1.99 triệu như vậy, thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái này, đó là một cái sạc wireless U4 và có nguồn sạc là 5W, khá là ổn. Nói chung là để sạc với cái đồ nhỏ nhẹ linh tinh thì cũng khá là hay, các bạn có thể sạc. Nhưng mà có một cái hay ở đây đó là cái phiên bản này sẽ được giảm giá bằng cái phiên bản không có sạc, đó là nó sẽ giảm còn khoảng độ 1.7 triệu, không phải là 2 triệu nữa, và các bạn sẽ coi như là được tặng free thêm một cái đế sạc không dây như này, rất là hay. Thì tiện thể đá qua cái đế sạc này thì mình thấy là bên trong nó có một cái đế thì nó cũng khá là bình thường thôi, nhưng mà nó có hai cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là mình nhìn thấy mặt dưới nó trông giống như ở cái đáy của một cái bếp ga du lịch bằng kim loại này, nhìn khá là hay. Ở mặt trên thì nó sẽ có phủ một cái lớp vải màu đỏ đỏ, mình thấy là cái lớp vải này thì sờ khá là thích tay và mịn màng. Còn cái đế này thì trông tương đối là chắc chắn, trông nó có gì chả có gì đặc biệt cả. Cái đế sạc này thì anh em có cũng tốt, cho nên là tiện thể tranh thủ lần này mà mua đi. Quay trở lại với sản phẩm của chúng ta, đó là chiếc Sabat E12. Thì bên trong hộp thì đối với những cái mẫu tai nghe của Sabat thì mình thấy họ trang bị chúng ta rất là đầy đủ các thể loại tiếp tiếp khoa phí các thứ luôn, rất là nhiều. Và các bạn nên lưu ý kỹ rằng là đọc kỹ người ta sử dụng trước khi dùng nhé, bởi vì mấy cái đồ tai nghe không dây như này thì mỗi hãng họ lại có một cái tính năng một kiểu, mỗi hãng thì họ lại có một kiểu control bấm nút các thứ khác nhau, thì các bạn nên lưu ý kỹ để làm sao sử dụng nó không bị bỡ ngỡ. Đấy là cái thông số và cũng như là cái hộp. Vậy thì sản phẩm của chúng ta thì sao? Trước hết là các bạn sẽ có một cái case. Cái case này thì mình thấy rằng là có ưu điểm và có nhược điểm, đó là họ làm một cái nhựa rất là mịn màng, sờ rất là thích tay, và cái nắp này nó rất là mượt nhá, bấm cảm giác rất là giống cái nắp của AirPods theo như miệng của Sub Heo kiểu kiểu thế. Nhưng mà bù lại thì cái chất liệu nhựa bóng như thế này thì các bạn dễ bám mồ hôi giống tay hơn, nhưng mà đại khái là trong buổi tối lại còn cái case màu đen này chả thấy đâu, không phải lo. Ở mặt sau của cái case thì các bạn sẽ có 3 cái đèn, à đâu 4 cái ở trên cái cổng sạc để thông báo cái mức pin của cái case này nó đang là bao nhiêu. Các bạn có thể sạc được 4-5 lần khi mà các bạn sử dụng với cái tai nghe này. Và tiện thể thì nói về sạc thì cái tai nghe của chúng ta sẽ có thời lượng pin đàm thoại và nghe nhạc hỗn hợp nó sẽ khoảng 6 tiếng. Và các bạn sẽ có sạc 5 lần là tức là nó... ...30 tiếng sử dụng, đấy kiểu kiểu vậy. Đó là case và pin. Còn tai nghe thì sao? Cái tai nghe này thì các bạn sẽ nhìn bề ngoài gần như là không khác nhiều so với cái mẫu Sabat X12 Pro. Cái housing được làm rất là hay, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Cái phiên bản mình đang có ở đây là màu đỏ, và các bạn sẽ phải lưu ý kỹ bởi vì ở bên trái nó sẽ ghi left và bên phải thì nó không ghi gì. Và mình có một cái nhắc nhở luôn, đó là left là bên cái, tức là bên mẹ luôn á, còn cái bên phải thì nó sẽ không thể hoạt động một mình nếu như các bạn đàm thoại. Nghe nhạc mà nghe một bên ở bên phải vẫn được, nhưng nếu đàm thoại thì không. Mic và cũng như là hoạt động các thứ nó sẽ ở bên tay trái. Cho nên là các bạn sẽ không có kiểu như là thay luân phiên cặp to và case để các bạn có thể sạc và đàm thoại được lâu. Housing của chúng ta sẽ làm theo cái kiểu dạng là nhựa và rất là nhẹ. Khi mình đeo thì mình cảm giác rất là fit và không hề có tình trạng bị khó chịu. Có lẽ là do tai mình nó cũng tương đối to, cho nên là đeo cái housing của chiếc Sabat E12 này thì mình cảm thấy rất là vừa. Đó, thiết kế là như vậy. Còn chất âm thì sao? Chất âm của E12 thì nói chung là mình thấy nó vẫn theo dạng V-shape mà thôi. Các bạn sẽ vẫn có cái giải treble khá là cao nhưng mà không bị quá gắt, nó không có bị tình trạng sip hay là harsh, các bạn sẽ nghe không bị khó chịu. Nhưng mà cái chi tiết thì chưa thực sự tốt và mình cảm thấy hơi đục một chút. Cái giải bass thì mình thấy rằng là cái impact, cái tiếng chấm, cái tiếng beat thì nghe rất là căng nhưng mà xuống thì chưa đủ sâu. Dẫu sao thì đây cũng là một cái tai nghe có mức giá nó chỉ rơi khoảng độ dưới 2 triệu và lại còn tai nghe True Wireless nữa, thì các bạn cũng phải thông cảm cho cái chiếc Sabat E12 này. Giải mid thì không quá nổi bật, chi tiết âm thì nói chung là đây không phải là một điểm sáng. Cái giải mid thì mình cảm thấy nó vừa phải mà thôi, nó hơi bị ù một tí
và nó sẽ rất phù hợp cho những bạn nào nghe những cái bản nhạc trẻ mà các bạn ưa những cái tai nghe nịnh tai kiểu âm thanh kiểu V-Shape thì mình cảm thấy nó rất là phù hợp. Và các bạn cũng lưu ý luôn là khi các bạn nghe thì các bạn bấm ở hai cái nút nhé. Cái nút ở trên housing này là nút vật lý, các bạn bấm vào cả hai, bấm một lần để pause và cũng như là nhận cuộc gọi, trả lời cuộc gọi. Còn nếu như các bạn giữ thì nó sẽ tắt đi đấy. Còn các bạn nếu mà nháy nháy thì nó sẽ là next chuyển bài hoặc là previous hoặc là next bài. Cái này cũng khá là dễ sử dụng thôi. Đó là những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng qua chiếc Sabat E12 này. Không biết là anh em có cảm thấy là có muốn so sánh chiếc tai nghe này với chiếc tai nghe nào khác không? Hay là anh em muốn mình làm những mẫu tai nghe nào nữa thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Video này là hết rồi. Mong là anh em sẽ ủng hộ cái số Audio Toys của riêng mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.